Hello các anh em, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Học Pha Chế. Mình là Tuấn Anh và đây là cái video số 3 của mình, bài học số 3 trong chuỗi series về hướng dẫn các anh em booking plan. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Rồi, thế để bắt đầu tập luyện thì các anh em cũng sẽ cần một cái bút song sách cờ và chai nhựa để tập luyện, ok? Thì chúng ta sẽ bắt đầu này. Thì cái động tác của chúng ta sẽ tập đầu tiên thì thật ra nó cũng vẫn là những cái kỹ thuật mới thôi mà mình đã, những kỹ thuật cũ thôi mà mình đã chia sẻ các anh em ở những cái động tác, những cái bài tập trước rồi nhé. Đầu tiên thì là với bút song sách cờ, hất ra này, 1, 2, đưa sau lưng và ném sang đây, được chưa? Ném sang đây thì đầu tiên các anh em có thể tập ném một vòng trước, đó, chưa? Từ bên phải ném sang bên trái nhá, một vòng trước. Sau đó bắt đầu mình tăng lên hai vòng, nhá, đó, chưa? Thì khi mình nhuần nhuyễn rồi ấy, thì các bạn nhớ giúp mình rằng là ném từ bên phải, ném sang bên trái, trọng tâm của mình ở giữa, được chưa? Thì chúng ta đừng có ném thường là các bạn mới tập ấy, các anh em ném cứ ném nửa chừng đây này, đấy, được chưa? Thì nhìn trông nó rất là xấu, thì mình ném phải từ bên phải, ném đủ sang bên trái nhá, chưa? Đó, như này. Đó chưa, ném thoáng ra thì nhìn nó mới đẹp, ok, đó chưa. Thì khi mình nhuần nhuyễn rồi thì bắt đầu là mình đó chưa, đó. Rồi thì thế đó, thì nó là cái phong cách, cái style nhá, 1 2 đó, đó chưa. Rồi sau bắt đầu là mình cầm cái chai lên này, cầm cái chai lên, được chưa? Bắt đầu cầm tư thế này và 1 2 chưa. Thì cái này là cái gì, cái này ấy, thì ở cái bài tập số 1 nhé, trong cái chuỗi đó, bài tập của mình về working plan mình đã chia sẻ các anh em rồi. Nó là cái động tác này đây. Đó, thì các anh em nào đã xem bài số 1 của mình rồi thì sẽ biết động tác này. Các bạn nào chưa xem thì xem nhé. Và các anh em tập cho được cái này, được chưa? Một cái vào bên trong, một cái ra bên ngoài. Vào bên trong, một cái ra bên ngoài nhá. Một cái vào bên trong này, một cái ra bên ngoài, thả lỏng cổ tay ra, ok. Ra bên ngoài, một cái vào bên trong, cái ra bên ngoài, đó, thấy chưa? Thì cái này nó là như này, các bạn đưa lên này, đến đây này, đẩy một cái vào bên trong nhé, đẩy một cái vào bên trong, đẩy một cái ra bên ngoài, đó, thế thôi. Đấy, cái tay mình đi này, đi ra đây này, đây, mình đẩy tay mình, một cái đẩy bên trong, một cái đẩy ra bên ngoài, đó, 1 2 3, thấy chưa? 1 2, chém xuống, chém xuống này. Chém xuống đây, chém xuống tay trái của mình hất cái bút song sách cờ lên. Bắt, quét xuống đây, một vòng tròn, được chưa? Thì các anh em có thể tách ra mình cứ tập này, chưa? Cứ tập này nhá, đến bao giờ mình làm được cái này thì thôi. Thì mình nhớ là cái tay phải mình thả lỏng cổ tay ra thì các bạn mới làm được cái này, được chưa? Thì nó cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một cái động tác nhỏ thôi, nó rất là dễ. Rồi, sau bắt đầu là gì? Bắt. Thì cái này ấy, mới đầu các bạn tập này trước cho mình này, chưa? Tay phải ném sang tay trái. Đó, ok, đấy nhá. Sau đó bắt đầu là gì? Nó sẽ là bắt úp tay như này, tay trái nhá, các bạn thấy không? Tay trái mình úp như này. Khi mình ném cái chai qua này, mình tóm nó như này, ok. Đó, ném xuống, chưa? Thì mới đầu các bạn có thể tập này trước. Đấy, thì khi bắt đầu là mình ném quen rồi, ném này, nó bay này, úp cái tay trái như này nhá, không phải bắt như này, không phải bắt này, úp như này, chụp ở đây, chưa? Đây này. Đây, cái chai bay này nhá. Tay trái chụp vào đây. Đó, quét xuống. Chưa? Nào. Đó, thấy chưa? Đây. Như này, đó. Thì cái bài của mình là như này. 1 2 3 4, thấy chưa? Sau đó bắt đầu gì? Các bạn ném này lên nhá. Ném này lên và ném này sang. Đó, chưa? Thì yêu cầu là các bạn là phải làm được cái động tác ném từ tay phải sang tay trái đã, ok. Đấy, hai vòng, được chưa? Rồi, đó. Thì khi mà các anh em ấy mình ném cái này này. Ném này lên này, thì bây giờ các bạn tập này. Bắt, thấy chưa? Bắt, đó, tay phải nhá, tay trái nhá. Đó, được chưa?
Thì khi mà mình ném cái chai này lên, tay phải của mình vồ cái thân chai này, thì mình giải phóng cái tay của mình đang cầm bút sông này, mình ném nó hai vòng sang bên tay trái. Thì ở đây là cái kỹ thuật ném hai chai, nó không phải là cùng một lúc mà ném liên tục hai chai đảo tay, thấy chưa? Thì cái này nó khó một chút, thì các bạn cố gắng dành thời gian mình tập nhé. Đó, thấy chưa? Rồi, sau bắt đầu là gì? Ném này vào, vòng vào đây, đó, vòng vô đây, đó, thấy chưa? Thì cái này cũng thế, thì cái này là sao? Đầu tiên mình phải ném được cái này ra đằng sau đã, chưa? Ném ra đằng sau, ok. Sau bắt đầu là cái tay trái của các bạn này, tập này, ném này. Đấy, tập ném này. Ném cũng phải thẳng nhá, tay trái mình tập ném cũng phải thẳng nhá. Đó, chưa? Đó, tập này trước, thấy chưa? Cái này cũng thế, tập này trước. Rồi, thì khi mà cái chai ấy, mình ném ấy, lên đây này, nó đang rơi xuống này. Đấy, thì cái tay trái của mình ném theo chiều này. Cố gắng đừng ném đập vào nhau nhá. Đừng ném đập vào nhau, thấy chưa? Theo chiều này, và mình ném này, đấy. Đó, thấy chưa? Lệch này, ném lên. Đấy, và mình bắt, ok. Đây này. Đó. Lại này. Một này. Đó, thấy chưa? Lại này. Một này, cầm này nhá, cầm này nhá. Cầm như này cũng được, nhưng mà theo bài của mình thì mình đang cầm như thế này. Ok. Chụp vào này. Đó, thấy chưa? Cố gắng ném cho nó đẹp. Tập nhiều lên các bạn. Ok, đó, rồi. Sau bắt đầu là gì? Tay trái của mình đây này, vuốt này lên. Vuốt lên ngang mặt mình đây này, và mình chụp cái này vào. Ok, chụp này vào. Đó. Ném vào sau lưng luôn, cả hai cái nhé. Đó, thấy chưa? Lại này, chụp này. Hai cái. Và bây giờ truyền cả hai cái sang bên này. Thấy không? Tay trái truyền sang bên phải. Đó. Và hất đằng sau. Ok. Hất đằng sau ấy thì mới đâu các bạn tập này. Chưa? Như thế trước. Vung ra, bung ra nhá. Bung cái bốt sông ra. Tập như này. Ok, chụp này nhá, không phải là như này nhá. Các bạn mới tập là thường các bạn quen tay cứ ngửa này này. Chụp này. Ok. Đó, chưa? Thì hất lên cao, còn xô nó và để cho nó rơi xuống đấy. Như cái như này, thấy chưa? Thì mới đầu các bạn thể tập như này nhỉ? Có một cái cách là như này. Đây các anh em tập này. Đấy, tóm. Nhá. Đó, thì mới đầu mình cứ tập như vậy, sau đó dần dần khi mình quen là bắt đầu là mình ném một cái vào luôn. Đó. Nhá, thì mình phải trải qua thời gian tập luyện, ok. Và bắt đầu là gì? Đây. Rót rượu này, đó. Ngắt này. Đó, ném đằng sau. Ok, và thế là kết thúc. Thì đó là bài học ngày hôm nay. Thì mình chúc các anh em sẽ tập luyện thật là tốt, tập luyện thật chăm chỉ nhé. Flare thì không có gì cần hơn, đó là thời gian tập luyện, đam mê và tập luyện thật là nhiều nhé. Thì mình chúc các anh em sẽ thành công với cái bài tập flare của mình ngày hôm nay. Rồi, các anh em hãy like, share và chia sẻ kênh của mình, đăng ký kênh của mình để giúp mình có động lực tiếp tục thực hiện công việc này. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Bye bye.